Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Quang Vũ YouTube của Quang ha. Thì nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh của Quang thì có thể bấm vào nút đăng ký và nút cái chuông để có thể xem những video mới nhất của Quang trong thời gian sắp tới ha. Thì trong clip ngày hôm nay Quang chia sẻ một vài cái thao tác nhỏ để mình có thể quản lý những cái kênh mà mình đăng ký, mình theo dõi, mình xem, mình tương tác với các bạn. Có nghĩa là mình phải định hướng kênh của mình chỉ nên tập trung và tương tác những cái kênh mà thực sự liên quan đến nội dung của kênh mình thôi. Ví dụ như kênh của mình là về ăn uống thì mình chỉ nên đi đăng ký và tương tác với những kênh về ăn uống thôi. Kênh của mình về hướng dẫn YouTube thì chỉ nên đăng ký những kênh có nội dung tương tự, thì sẽ góp phần đề xuất và giúp tương tác tốt cho những cái nội dung trong video của mình. Rồi bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nhìn lên màn hình để theo dõi nha. Rồi, thì khi mà vào trang chủ kênh YouTube của mình á, mình sẽ ngó sang phía bên tay trái của màn hình. Ở cái mục kênh đăng ký nè, mình sẽ bấm vào nha. Rồi, sau đó mình sẽ bấm vào cái mục quản lý nè. Đó, thì nó sẽ hiện ra những cái kênh mà mình đã từng đăng ký ha. Đó, nguyên một cái danh sách dài dưới đây là những cái kênh mà đã đăng ký. Mới bắt đầu làm kênh á, bắt đầu đi subscribe, giao lưu tương tác này nọ thì mình phải để ý một chút xíu cái kênh của mình làm về chủ đề gì. Ví dụ kênh của mình làm về chủ đề ăn uống thì mình chỉ nên đi subscribe những cái kênh chuyên về ăn uống thôi, thì nó sẽ tăng cái độ tương tác và đề xuất cho kênh mình ha. Đừng nên đi đăng ký quá nhiều cái kênh ở nhiều chủ đề khác nhau quá, thì nhiều khi YouTube nó không có biết rõ được cái kênh mình đang muốn phát triển về cái nội dung gì thì nó không có thực sự hiệu quả ha. Giống như kênh Quang hồi xưa là làm về vlog á, Quang cũng không có biết, Quang cứ đi đăng ký tùm lum hết. Hiện tại Quang đã đăng ký rất là nhiều kênh về nhiều cái chủ đề khác nhau. Đây là một cái kinh nghiệm dành cho những anh chị em mới ha. Đó, ví dụ như kênh của Quang hiện tại là định hướng làm về YouTube thì Quang sẽ chỉ tập trung đăng ký tương tác, comment like nhiều, xem video nhiều những cái kênh liên quan đến chủ đề YouTube. Giống như một số kênh như là về bỏ học làm giàu nè, CD hay Studio nè, rồi như là về kênh Cường làm phim nghiệp dư nè, kênh Duy MKT nè, và rất là nhiều kênh khác. Với lại có một số kênh mà lâu rồi không có giao lưu tương tác với mình thì cũng nên xóa đăng ký đi các bạn, thì nó cũng sẽ tốt, dọn dẹp rác bớt cho cái kênh mình ha, nó sẽ phát triển tốt. Ví dụ có một số cái kênh nước ngoài đi mà hiện tại không cùng chủ đề với mình nữa thì mình cũng có thể bỏ đi, giống như kênh về nấu ăn. Kênh này là về nấu ăn đúng không, mà hiện tại cái kênh mình là về chủ đề Quang Vũ YouTube thì mình cũng có thể bỏ đi đó, cho nó bớt thu gọn lại những cái chủ đề mình xem mà mình làm về nội dung liên quan á, thì nó sẽ tốt cho kênh mình ha. Thì có một số kênh như là về ăn uống đi, hoặc là những cái chủ đề khác đi vào tương tác mình, thì mình có thể dùng một cái kênh khác thì mình sẽ đi tương tác đăng ký lại, thì như vậy thì nó cũng có qua có lại chứ không có đến nỗi là mình không có đăng ký cho người ta ha các bạn ha. Hoặc là nhiều khi lâu quá rồi mình không có biết rõ cái kênh đó làm về cái gì, mình có thể bấm vào mình xem đó. Giống như những cái kênh lớn như Hưng Vlog đi, Hưng Vlog người này kênh này quá lớn rồi nhưng mà nó không có cùng chủ đề với kênh mình thì mình hoàn toàn cũng có thể bỏ đi các bạn, bỏ đăng ký đi đó, bỏ bớt đi những đăng ký những cái kênh mà không có liên quan. Giống như kênh về cô Hồng Vân nè, là về nội dung giải trí thì mình cũng bỏ đi, thì mình sẽ dùng một cái Gmail khác, cái kênh khác các bạn. Giống như Quang hay dùng cái kênh này đi, ví dụ cái kênh Vũ Hào Quang này đi, thì Quang có thể đăng ký kênh bất cứ mấy kênh nào mà Quang yêu thích về âm nhạc giải trí rồi đó. Rồi ok nha các bạn. Thì vừa rồi các bạn cũng đã xem một số cái thao tác nhỏ để giúp chúng ta có thể quản lý và định hướng kênh của mình đi giao lưu tương tác với những cái video của những cái kênh có nội dung tương tự với kênh mình, giúp cho YouTube hiểu được rằng kênh mình chuyên làm về những cái nội dung gì ha, và nó sẽ có khả năng đề xuất cho những video trong kênh mình một cách tốt hơn ha. Nếu cảm thấy video này hữu ích thì đừng quên like và subscribe để ủng hộ nha. Quang rất là cảm ơn. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những
video mình chia sẻ vào YouTube trong thời gian sắp tới nha. Bye bye. We'll be right back.